Kính thưa quý vị, hôm nay quý vị thấy anh Trinh đang đứng tại nhà hàng Kim Sơn thuộc Bel Air Boulevard, thành phố Houston, Texas. Vâng, thưa chiều nay sẽ có một buổi gây quỹ để mà ủng hộ cho bác sĩ Steely, tức là bác sĩ Lê Minh Đức sẽ ứng cử vào chức nghị viên thành phố thuộc khu vực F của thành phố Houston. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhìn thấy số bàn ghế hầu như là đã được kê sẵn, là tất nhiên những vị khách đã được sẵn sàng để ngồi vào những chiếc ghế đó để tham dự một cái buổi gây quỹ và được nghe tiếng nói của chính ứng cử viên Lê Minh Đức sẽ cho chúng ta biết là ông sẽ làm gì khi mà ông đắc cử và tại sao ông lại đi ra ứng cử trong khi là khu vực F đã có một nghị viên đương nhiệm, đó là ông Richard Nguyễn. Và hôm nay Đạt Hoàng, camera Đạt Hoàng cùng với anh Trinh sẽ mời quý vị cùng đi theo chúng tôi để có những hình ảnh về buổi phóng sự ngày hôm nay cho cái buổi vận động gây quỹ cho bác sĩ Steele vào chức nghị viên khu vực F thành phố Houston. Thưa quý vị, VNTV Houston là đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên tại thành phố Houston và chúng tôi luôn luôn ủng hộ cho những người Việt đi ra để bước vào dòng chính, mà những người trẻ tuổi lại là những người mà chúng tôi luôn luôn có một cái sự ủng hộ rất là mạnh mẽ, mặc dù là bất cứ là ai, và chúng tôi luôn luôn cầu chúc cho họ được chiến thắng. Chào bác sĩ Lê Minh Đức, người bạn hiền. Vậy thì hôm nay bác sĩ với một nụ cười vui như vậy thì có lẽ là bác sĩ rất là tự tin để mà nghĩ rằng là cái sự ra ứng cử của mình là hợp lý và được sự ủng hộ của đồng hương. Dạ, cảm ơn chị Anh Trinh và cảm ơn quý khán giả của đài VNTV 55.2. Thì thật sự ra cái tự tin thì nó là một phần, nhưng mà mình biết là cái khả năng của mình để mà giúp cho cộng đồng thì cái đó mới là quan trọng. Thì thật sự nếu mà nói với một cái tinh thần để mà dấn thân cho cộng đồng người Việt Nam của mình, hoặc là cái tinh thần để mà ra cho cái dòng chánh, để mà cho cái người cộng đồng của mình có một cái tiếng nói ở bên dòng chánh, thì cái đó là cái sức mạnh hơn là cái tự tin của mình. Bởi vì cái tự tin là cái mà cái đưa đẩy cái đầu tiên, cái bước đầu tiên, nhưng mà sau đó thì dĩ nhiên là những cái ủng hộ của chẳng hạn như là đồng hương hoặc là bạn bè trong cộng đồng, và những cái than khổ của họ, họ nói chẳng hạn như họ nói là người Việt của mình không được một cái tiếng nói mạnh mẽ trong cái cộng đồng Mỹ. Tại sao vậy? Thì mình cũng ngồi mình thắc mắc lại tại sao vậy? Bởi vì mình đã có một nghị viên rồi, thì tại sao mà người cộng đồng của mình lại không có một cái tiếng nói ở trong bên Hoa Kỳ? Thì mình thấy là rõ ràng là cái tiếng nói dù là người nghị viên của mình, nhưng mà người nghị viên của mình phải mạnh mẽ hơn để mà cho cộng đồng của mình có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Vâng, thì tiếp theo câu nói của bác sĩ Lê Minh Đức thì anh Trinh cũng muốn đặt một câu hỏi rằng là khu vực F đã có một người nghị viên đương nhiệm cũng là người Việt quốc gia chúng ta, đó là ông Richard Nguyễn. Thì chúng tôi nghĩ rằng là ngay cả nếu bây giờ có ông nghị viên Richard Nguyễn mà ứng cử, chúng tôi vẫn chúc cho ông chiến thắng cũng như chúc cho Minh Đức chiến thắng, bởi vì chúng ta cần có một cái sự thi đua như vậy để làm việc tốt hơn. Thì theo như bác sĩ Đức là động lực nào để bác sĩ Đức đi ra để mà ứng cử? Tại vì á, tất nhiên là tuổi trẻ quý vị thật là phấn chấn khi mà có thể mình muốn làm một điều đó mà mình thấy người khác không làm được, thì mình muốn được làm. Đó là cái sự mà gọi là luôn luôn có cái sự tiến bộ trong cái suy nghĩ của những người trẻ tuổi. Thì bác sĩ Đức có nghĩ rằng mình làm được một cái điều gì cho khu vực F nếu mà thắng cử? Dạ chị, thì thật sự ra hồi mới đầu lúc mà suy nghĩ để ra mình cũng rất là phân vân, bởi vì khu vực F mình đã có một người Việt Nam rồi. Thì mình mới nhớ lại là hồi lúc mà anh Ao Hoàng ra, là cùng anh cũng là đương nghị viên, thì anh Richard lại ra để mà tranh cử nghịch anh Ao Hoàng, bởi vì anh Richard cảm thấy anh Ao Hoàng không có làm được một cái điều gì đó. Thì bây giờ cũng vậy, trong cộng đồng của mình cảm thấy là anh Richard không làm được một cái điều gì đó, thành ra mình mới phải ra. Chứ thật sự ra nếu mà anh Richard mà đã làm được hết tất cả những cái gì mà trong cộng đồng mình đòi hỏi thì mình đâu có cần phải ra để mà dấn thân, chị thấy không? Mình sẵn sàng là đứng đó để mà ủng hộ ảnh. Nhưng mà bởi vì cộng đồng của mình, người Việt của mình cần phải một cái tiếng nói mạnh mẽ trong cái cộng đồng người Mỹ. Bao nhiêu tháng qua, bao nhiêu năm qua, mình thấy là những cái nó là crime á, là nhìn bị trộm cướp, bị đập cửa vô nhà, bị giết trong cái khu của mình rất nhiều, càng ngày nó càng nhiều hơn. Và chẳng hạn như nói là ổ gà cũng bị nhiều hơn, hoặc là nói là cái tinh thần để mà cho những cái phát triển của kinh tế ở trong cái khu vực F này thì mình thấy lại không có. Thì những cái đó là những cái mà một nghị viên cần phải có làm. Chỉ biết mỗi một năm những thành phố đưa ra cho mỗi một khu district rất là nhiều tiền. Thì bây giờ mình phải thắc mắc là khi mà trong
thành phố đưa ra nhiều tiền như vậy đó, thì người nghị viên mình đem trở về cho district mình bao nhiêu, thì thật sự ra nếu mà nói trong cộng đồng người Việt Nam của mình đó, thì mình lại không thấy. Chị thấy không? Thành ra bao nhiêu cái chuyện đó nó gom lại, mình mới cảm thấy là nếu mà một người nghị viên đương nghị viên của mình mà không có làm được những cái hết những cái gì mà họ hứa, thì là một người khác phải đứng lên để mà làm, để làm chi. Mình thấy là trong cái cộng đồng lúc nào cũng phải có một người lãnh đạo. Bây giờ mình muốn đi xuống con đường của một người lãnh đạo mà đi mình không biết con đường đi, hay là mình muốn đi xuống một cái con đường đi nó rõ ràng đó. Thành ra mình muốn là đi một con đường rõ ràng. Tối nay là mình sẽ trình bày rõ ràng cho quý đồng hương nghe là cái con đường của chúng ta, của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta cần phải đi con đường sao để mà cho cộng đồng của mình càng ngày càng mạnh hơn. Vâng, là xin cảm ơn bác sĩ Đức. Nhưng mà ngày hôm nay thì bác sĩ Đức nghĩ rằng là mình có tự tin được bao nhiêu phần trăm để mà mình chiến thắng? Cũng rất nhiều người hỏi và cũng rất là nhiều người nói là anh được phần trăm này hoặc là phần trăm nọ. Thật sự ra quý vị biết không, tuy dù là mình có cái suy nghĩ là mình sẽ thắng hay thua đi nữa, nhưng mà nếu chỉ có một cách thôi là mình thắng thôi, là quý đồng hương phải ủng hộ, quý đồng hương phải bỏ lá phiếu. Bởi vì bên mình muốn có một cái xã hội dân chủ là chúng ta phải có một cái tiếng nói bằng cái lá phiếu của chúng ta. Mình không có cái lá phiếu đó thì bây giờ nói là anh sẽ thắng hay anh sẽ thua, nói cách mấy đi nữa cũng không thắng được. Quý vị phải nhớ là 3 tây tháng 11 này quý vị nhớ đi bỏ phiếu cho Steve Lee, tức là bác sĩ Lê Minh Đức. Dạ, cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Steve Lee, tức là bác sĩ Lê Minh Đức, và Đài VN TV cũng như bản thân anh Trinh luôn luôn cầu chúc cho bác sĩ Đức được thành công. Bởi vì sự thành công của bác sĩ Đức chắc chắn sẽ đem lại những cái gì đó lợi ích cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta. Dạ, cảm ơn chị anh Trinh. Dawn's early light, what so proudly we gaze at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the so gallantly streaming o'er the land of the free and the home of the brave. A moment of silence to remember our forefathers who have sacrificed their lives to build and to protect our beloved country for over four millennia.
Vâng, và đứng kế bên anh Trinh đây là luật sư Daniel, một người mà anh Trinh cũng biết được mấy lần rồi, đi kế bên cạnh của bác sĩ Lê Minh Đức, tất nhiên là Steve Lee, mà ngày hôm nay có một cái buổi gọi là để mà vận động gây quỹ tranh cử cho bác sĩ Lê Minh Đức vào chức nghị viên khu vực F của thành phố Houston. Thì Daniel ơi, tại sao mà Daniel lại có một cái thôi thúc nào để dám nhận cái vai trò là trưởng ban tổ chức cho cái buổi gây quỹ, và lý do nào để mà vận động cho bác sĩ Lê Minh Đức? Thưa chị, thì em cũng có cái được gọi là cái cơ duyên là được anh bác sĩ Lê Minh Đức mời em để mà tham gia vào cái cuộc tranh cử cho District F của ảnh. Và em cảm thấy rằng là cũng rất là vinh hạnh là được anh Đức mời vào trong cái team, và cảm thấy rằng là cái chuyện mà anh Đức làm là một cái chuyện rất là cao cả, là anh muốn là thăng tiến những cái cộng đồng Việt Nam của mình trong cái dòng chính của Việt Nam hải ngoại và ở Houston này. Cho nên em cảm thấy là cái điều đó là cái điều rất là có ý nghĩa, và em cảm thấy là mình có thể đóng góp một chút nào đó của mình, cái sự hiếu biết của mình để giúp cho anh Đức có thể được thắng cử và đắc cử. Anh Trinh thấy Daniel cũng trẻ và cũng là một luật sư và đang đi vận động cho người đàn anh của mình tranh cử vào vòng chính như vậy, thì Daniel có nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ ra ứng cử để vào vòng chính hay không? Thưa chị, thì hiện bây giờ thì em cũng chưa có ý định gì hết, nhưng mà hy vọng rằng là nếu mà trong tương lai mà có cơ hội nào đó qua cái kinh nghiệm giúp cho anh bác sĩ Lê Minh Đức, thì hy vọng là em có thể hiểu biết thêm về chính trị, và có thể nào ngày nào đó khi mà có cơ hội thì có thể em sẽ suy nghĩ đến. Hôm nay gây quỹ như vậy cảm thấy là có tự tin không? Hôm nay rất là tự tin, rất là tự tin, bởi vì rất là hiếm là trong một thời gian rất là ngắn mà có thể quy tụ được trên 650 người đến đây để mà ủng hộ cho bác sĩ Lê Minh Đức. Cho nên càng đông người thì càng xôn xao, càng tự tin hơn. Cho nên mọi người ở đây trong ban tổ chức rất là hân say, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Vâng, thực sự thì rất là hiểu cho Daniel là, và cảm thấy rất là gọi là mình cảm kích, bởi vì một người trẻ, sự dấn thân có nhiều cách khác nhau. Đây là cũng là một sự dấn thân để cho người đàn anh của mình bước vào vòng chánh, và một lúc nào đó thì mình sẽ có được những kinh nghiệm để mà mình cũng đi theo con đường đó. Thì thưa quý vị, đó là một cái điều may mắn của cộng đồng người Việt chúng ta. Và anh Trinh thay mặt cho VNTV Houston 55.2 chúc cho buổi gây quỹ hôm nay vận động tranh cử cho bác sĩ Lê Minh Đức khu vực F vào chức nghị viên thì thành công mỹ mãn và thật là nhiều may mắn. Nhưng đang tin tưởng rằng không ai có thể thực hiện những điều này ngoài chỉ một người. Người mà có thể làm cho ao nhà chúng ta ngày càng trong sạch hơn, không ai hơn là bác sĩ Lê Minh Đức, tức là Steve Lee. Thì thưa cha, trước nhất là anh Trinh xin được chào cha. Và thưa cha, cha nghĩ sao về vấn đề khu vực F mình là có một nghị viên rồi, bây giờ là lại thêm một người ứng cử vào chức nghị viên đó nữa, thì trong lòng cha nghĩ như thế nào? Dạ vâng, thưa chị, thì thưa quý vị thính giả của VNTV, thật sự thì gần đây chúng tôi rất là vui mừng, bởi vì thấy có nhiều khuôn mặt trẻ ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta tham gia vào chính trường của Hoa Kỳ. Và như biểu hiệu như là anh bác sĩ Lê Minh Đức đây, rồi cũng như là luật sư Phan Quốc Cường và những anh chị em bạn trẻ khác, thì chúng tôi rất là vui mừng, bởi vì thấy có những cái khuôn mặt trẻ, và khi mà họ ra tranh cử như vậy đó thì cộng đồng Việt Nam của chúng ta càng có thêm tiếng nói ở trong cái chính giới của Hoa Kỳ. Với cái tính cách là người Việt Nam thì chúng tôi rất là ủng hộ những người bạn trẻ đó, và chúng tôi cũng tới đây để thứ nhất là để ủng hộ tài chánh, và thứ hai cũng ủng hộ tinh thần cho những anh chị em bạn trẻ ra tranh cử khi này. Vâng, xin cảm ơn cha rất là nhiều, và hôm nay chúc cha được một ngày rất là vui ý nghĩa. Dù nào cần, tôn giáo nào cần, anh chị cũng đều có mặt. Nhưng bác sĩ Lê Minh Đức là ai? Là một bác sĩ thành đạt, học hành, thành danh của xã hội này. Có văn phòng riêng, làm cho bệnh viện. Anh bận như vậy, thời gian đâu anh đến những cái chỗ gây quỹ cho cộng đồng, gây quỹ cho từ thiện xã hội, gây quỹ cho thiên tai bão lụt, gây quỹ cho nhà thờ, cho quý vị. Có lần anh đến chúng tôi, thưa thầy, trong chiều thứ bảy con mới từ trong bệnh viện bước ra, và tới thẳng với thầy chơi thăm thầy một chút, dự một lễ một chút.
vị chạy qua cổng của đoàn khác. Và đến hôm nay có tới 3 vị. Vâng, và đứng kế bên cạnh anh Trinh thật là khó khăn khi mà bắt cóc được luật sư Phan Quốc Cường, một gương mặt của một vị chủ tịch của chúng ta, chủ tịch cộng đồng mà bây giờ là thành giống như cựu chủ tịch rồi, bởi vì là Quốc Cường cũng đang chuẩn bị cho mình để mà có một cái gì đó mới mẻ hơn. Tuy nhiên bây giờ chỉ hỏi về cái cảm tưởng của luật sư Phan Quốc Cường khi mà cũng là một người trẻ, mình thấy một người trẻ dấn thân vào dòng chính như vậy thì mình có một cái gì mà cảm thấy nó phấn chấn không? Dạ vâng, dĩ nhiên là em rất là vui, bởi vì thứ nhất là bác sĩ Lê Minh Đức là một cái người mà tham gia trong cộng đồng rất là năng nổ, và trong cái quá thời gian mà ngắn em có dịp làm việc với bác sĩ Đức thì bác sĩ Đức cũng yểm trợ cho tổ chức cộng đồng và quan tâm những vấn đề của đồng hương. Thành ra ngày hôm nay thì khi biết bác sĩ Đức ra tranh cử vào cái guồng máy chính quyền của thành phố Houston thì Quốc Cường nghĩ đó là một cái niềm vui, bởi vì càng có nhiều người có khả năng, có lòng bước vào phục vụ trong cái bộ máy công chính của xã hội Hoa Kỳ chúng ta thì đó là một cái sự lựa chọn thêm cho đồng hương của chúng ta, và cũng khiến cho cái quá trình chính trị trong cộng đồng chúng ta nó trở nên sôi nổi, có phẩm chất hơn. Thì mình biết là khi mà Phan Quốc Cường mà đã chịu khó để ra ứng cử cái chức hội đồng đại diện cộng đồng coi như làm dâu trăm họ đó, thì bây giờ Phan Quốc Cường có nghĩ rằng là mình sẽ chuẩn bị để mà mình cũng bước vào dòng chính để mình giúp cho cộng đồng người Việt quốc gia của mình tại hải ngoại không? Dạ vâng, thưa chị, đó đã luôn là cái ước vọng của những cái người mà thanh niên trẻ như tụi em trong suốt cả mười mấy năm qua. Tuy nhiên là mình phải làm tròn cái trách nhiệm của mình là một cái người cha, người chồng trong gia đình. Rồi đối với thân chủ hiện tại cũng có một gánh nặng rất là lớn. Và đối với tổ chức cộng đồng và những cái nhu cầu cộng đồng thì mình vẫn sẵn sàng yểm trợ. Thì nếu mà trong tương lai mà có cơ hội thì Quốc Cường cũng sẵn sàng và cũng sẵn sàng yểm trợ cho tất cả những người khác. Dạ, mong rằng là một gương mặt Phan Quốc Cường một ngày nào đó sẽ là một ứng cử viên gì gì đó trong dòng chính nha. Xin cảm ơn chị rất là nhiều và xin chúc chị quý đài Van TV cũng như là tất cả quý đồng hương một buổi tối thật là an lành. Steve Lee is a family man. He cares about his family and he cares about your family. Và hôm nay chúng tôi có sự hiện diện của một vị khách Mỹ ở đây. Can you please tell us your name? Yes, my name is Bert Levine. I'm working with the Stephen Lee campaign as marketing / communications director for the Stephen Lee campaign for Houston City Council District F. Essentially, Steve is running in Southwest Houston, but more specifically, since redistricting in A-Leaf in Southwest Houston. And I'm very excited about this campaign. I've been working with District F campaigns, MJ Khan and then Councilmember Al Wong. And I do believe that Steve is sincere, hardworking, and very representative of the values of the Vietnamese American community and the values of the people of Southwest Houston to represent them at the table at City Hall. Một hôm đó, trong thời gian chúng tôi là một sinh viên y khoa rất nghèo, Phương Hiền lúc đó hy sinh ở nhà để lo cho ba đứa con của mình. Và Phương Hiền đi rước con từ trường học về, thì trên đường về thì lái ngang McDonald's, thì các con mới nói Phương Hiền: mẹ, ghé vô McDonald's mua cho chúng con một cái Happy Meal, chúng con sẽ chia ra chung. Nhưng quý vị biết, trong bóp của Phương Hiền lúc đó chỉ có một đồng và vài xu mà thôi. Phương Hiền ghé vào mua cho được một cái French fries trên dollar menu, và lấy cái French fries đó đưa cho mấy đứa con. Mấy đứa con nó cảm thấy quý vô cùng, bởi vì lâu lâu nó mới được một cái món ăn ngon như vậy, bởi vì lúc đó là con của chúng tôi thường chỉ có được ăn cơm nhà mà thôi. Nhưng mà bởi vì cái món ăn đó nó quá quý giá, mấy con mới nói: mẹ, mommy ăn với tụi con. Quý vị biết không, Phương Hiền chưa hề nói dối với mấy đứa con, nhưng mà hôm đó Phương Hiền lại nói dối. Phương Hiền nói với mấy đứa con rằng: mẹ no rồi, mấy con ăn đi. Quý vị,
Quý vị biết là vợ yêu quý của tôi 25 năm nay chỉ có biết hy sinh cho chồng, biết hy sinh cho con. Và cách đây sau khi mà tôi đã tốt nghiệp y khoa và thành trở thành bác sĩ thì Phương Hiền lại biết hy sinh cho cộng đồng. Kính thưa quý vị, vì kỷ niệm khó quên đó, tôi cảm thông được với những người bất hạnh nên chúng tôi muốn ước muốn có một cơ hội để phục vụ cho họ. Trong 40 năm qua, đất nước Hoa Kỳ cho gia đình của chúng tôi rất nhiều cơ hội. Do đó, đây là sức lực. Xin quý vị cho tôi xin phép để mà phục vụ cho quý vị. Kính thưa quý vị, thành phố của chúng ta sẽ được phục vụ tốt đẹp hơn. Và đối với những cư dân khu vực F, nếu được sự ủng hộ của quý vị để đắc cử, chúng tôi sẽ có chú ý những vấn đề rất quan trọng, tiêu biểu là về an ninh khu vực, sự phát triển về kinh tế và sự phát triển về đường xá, cầu cống. Sự an ninh khu vực F là một là mối quan tâm vô cùng của chúng tôi. Quý vị biết, cách đây chỉ vài tuần trước thôi, có một cụ đang ở ngoài sau nhà làm vườn thì có một người vào đâm chết cụ. Đây là một sự kiện không thể chấp nhận được. Những cư dân tại khu vực F phải cảm thấy an toàn trong ngôi nhà yêu thương của mình. Và người ta thường nói rằng bên sự thành công của người chồng vẫn có bóng dáng của người vợ hiền. Thì đây là Phương Hiền, phu nhân của bác sĩ Lê Minh Đức, cũng là một ứng cử viên vào chức nghị viên của khu vực F trong thành phố Houston mình. Thì cho thấy là Phương Hiền trên tay thì cầm những cái danh sách để mà mời những quý khách vào cái chỗ ngồi. Thì Phương Hiền có thể là dành cái thời gian ngắn ngắn cho đài Ven được nghe Phương Hiền chia sẻ là cái cảm giác như thế nào khi mà ông xã của mình đã mà từ một vị bác sĩ mà giờ dấn thân đi vào làm chính trị. Trước hết thì em Phương Hiền xin kính gửi lời chào đến quý đồng hương của khu vực District F. Em thì bổn phận là vợ nhưng mà cũng là một người bạn đời của anh. Thì khi mà anh dấn thân, anh làm một cái chuyện gì đó mà có cái ý nghĩa thì mình là bổn phận làm vợ thì mình lúc nào mình cũng phải sát cánh với ảnh và mình ủng hộ tinh thần của ảnh, đó là cái chuyện chính. Còn giống như cái ngày hôm nay chẳng hạn thì cũng là một cái niềm vui cho ban tổ chức và cho riêng cho vợ chồng tụi em là có một cái cơ hội để mà mình có thể làm cái chuyện gì đó ý nghĩa. Thì em cũng rất là vui và cũng hồi hộp. Vâng, kính thưa quý vị, và trong những giây phút vừa qua, quý vị đã xem phóng sự của VTV Houston 55.2 với anh Trinh và camera Đạt Hoàng đã đưa đến quý vị để tìm hiểu, để mà ngồi ở nhà quý vị cũng có thể xem lại những cái giờ phút mà ban vận động cho bác sĩ Lê Minh Đức tranh cử vào chức nghị viên của khu vực F thành phố Houston. Cũng như anh Trinh, sau khi buổi gây quỹ xong thì trên tay anh Trinh cũng có được một cái chiếc áo mà các bạn trẻ, rất là trẻ, các em học sinh đã làm. Và chúng ta donate bao nhiêu cũng được. Đây là cái tấm lòng của những người trẻ ủng hộ cho đàn anh của mình đi vào dòng chính. Đó là một cái niềm vui cho tất cả cộng đồng chúng ta. Và VNTV Houston 55.2 luôn luôn ủng hộ những tinh thần của các bạn trẻ cũng như bất cứ ai để mà chúng ta dấn thân đóng góp và đặc biệt đi vào dòng chính để mà chúng ta có tiếng nói, có trọng tâm tại nơi nước sở tại mà chúng ta đang ở. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đạt Hoàng và anh Trinh kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc.